Cuối cùng cô cùng cả em đứng trên bục giảng. Cô hy vọng là 4 năm vừa qua thì có những cái vấn đề là tốt đẹp gì chúng ta đã theo nhau đi đến chặng đường hôm nay. Bây giờ là năm cuối cùng, cả em sẽ bước ra một tương lai mới. Cô hy vọng trên con đường mới thì cả em sẽ thành công và đạt được ước mơ của mình. Sau những cái vấp ngã, cô cho mình đã cùng nhau đi trên con đường mà chúng ta đã đi 4 năm qua. Thì có gì đó trong 4 năm qua cô mà không đủ với các em thì mong các em thông cảm, tha thứ. Bởi vì là nhiều lúc cô nóng quá. Và đây là tư tấm lòng của cô. Cô mong các em là thành đạt và đạt được ước mơ của mình. Cảm ơn cô vì 4 năm học vừa qua cô đã luôn dìu dắt giúp đỡ cho chúng em. Mặc dù có nhiều lần sai lầm thì cô vẫn luôn giúp đỡ và tha thứ cho chúng em. Không trở lại mình phải trải qua. Bạn đừng khóc mà. Bạn mình sẽ lớn, sẽ đi trên những con đường mới. Bạn ơi. Bạn có nhớ lớp bỗng bị kiểm tra, một đứa học nhắc cả bọn chép luôn. Rồi có nhớ đến lúc lỡ trốn học vài hôm, sáng ra đi xem phim bao cả già, sẽ rất buồn và sẽ hận hù. Sao hôm nay ta cách xa rồi? Trên chiếc xe đạp mình cùng nhau đóng băng chiếc xe phố.